Xin thì chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 11 tháng 3 năm 2022 thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng lan rừng đẹp và rất nhiều những cái giỏ hàng lan thuần với cái giá vô cùng là yêu thương. Hàng thời điểm hiện tại đang chuẩn bị đi vào mùa nụ mùa hoa rất là tuyệt vời để giao lưu cùng cô chú anh chị và bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 30.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm khoảng tầm 5 cho đến 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và cái hiện tại thì bên em cũng còn đang sử dụng một cái gói cước, hợp đồng với cái gói cước chuyển phát nhanh. Cước thì cực kỳ là ưu đãi, ví dụ cô chú anh chị lấy khoảng tầm 10 cân hay là 10 cân giá cước sẽ khoảng tầm 5-60.000, hoặc là cô chú anh chị lấy khoảng tầm 5 cân 6 cân thì cũng chỉ khoảng tầm 40-50.000 thôi. Là cước thì rất là ưu đãi cô chú anh chị, nên là cô chú anh chị hết sức là yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng nhà em với cái gói cước rất là ưu đãi như vậy nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là ba lô Vanda. Đây em gọi là lô số 1 ạ. Quá là tuyệt vời, đẹp như thế này cô chú anh chị này. Lô Vanda nó là nguyên một dề nhá cô chú anh chị nhá. Cái thân này thì rất là cao và đẹp, thế cực xinh luôn. Em bán lô này với giá là 60.000 và hai cái lô còn lại này. Hai lô còn lại ngắn xanh tươi mướt đẹp như vậy, em bán mỗi lô là 50.000 cho một lô. Và bên này thì em có hai phần kiều vàng này cô chú anh chị này, hai phần kiều vàng rất là đẹp. Côn thân ngắn rất là đẹp, em bán với giá là 80.000 cho một lô. Một cái phần hoàng thảo nghệ tâm xanh mướt luôn, riêng dòng hoàng thảo nghệ tâm này thân bé nhỏ nhưng mà vô cùng là có võ, nó có tên là thạch hộc duyên dáng. Thân bé nhưng mà hoa rất là to và rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhá. Cái bó hoàng thảo nghệ tâm này vì về thoải mái cô chú anh chị trồng được một cái giò rất là to và rất là đẹp luôn. Em bán lô này với giá là hoàng thảo nghệ tâm là 50.000 đấy cô chú anh chị này. Hàng hiện tại đang nụ nhá. Thân bé nhỏ như vậy thôi nhưng mà khi mà nở hoa cô chú anh chị sẽ thấy bất ngờ, hoa của nó rất là to luôn đấy ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan thiết nhung vàng cô chú anh chị nhá. Hàng hiện tại thì đang nụ này, một trong những cây lan mà người ta lọt top những cây lan quý và hiếm ạ. Phân bố rất là hẹp, hoa của nó như những chùm sao cô chú anh chị ạ, vàng như những chùm sao, cành hoa vươn dài nhá. Cây huyết nhung này thì dân người ta giữ được khá là tốt, lá của nó rất là cứng nhưng mà dân giữ được khá là tốt. Đấy. Thì nói chung là lá cứng như vậy thì cũng không tránh khỏi một số cái lỗi lầm nhưng mà người ta đã giữ được rất là tốt rồi. Em bán là 150.000 cho 1 kg nhé. Hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Hoa với cánh sáp bóng môi tua rất là độc đáo. Hiện tại thì có nhiều cây đang bắt đầu sưng nhú nụ này. Đấy, thì cái hoàng thảo môi tua này về cô chú anh chị sẽ được chơi một mùa hoa trọn vẹn ạ. Xanh tươi tuyệt vời luôn, 130 trong 1 kg nhé. Bên này đây sẽ là dáng hương quế tím ạ. Hoa của nó rất là to ạ. Cây như vậy hoa rất là to nhé. Hương của nó thì gần giống như tam bảo sắc nhưng đậm mùi hơn, rất là thơm. Em bán cái dòng này giá là 170, em sẽ bán từ 0,3 kg. Bên này đây sẽ là dòng nhất điểm hồng ạ. Xanh tươi mơn mởn như thế này. Dòng nhất điểm hồng thì hoa rất là to nhé. Bông hoa to và trắng tuyệt đối, trắng tuyền, tinh khôi không tì vết luôn. Họng điểm một xíu hồng thôi nên là nó có tên là nhất điểm hồng đấy ạ. Em bán là 130 cho 1 kg. Còn bên này sẽ là dòng nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì hoa cực kỳ là sai cô chú anh chị ạ. Với sắc hoa cánh hơi phớt cam, nó hoa của nó giống với cả nhất điểm hồng. Nhưng nhất điểm hồng thì trắng tuyệt đối, họng cam, họng hồng đỏ ấy cô chú anh chị. Còn cái này thì cái hoa của nó là cánh hơi phớt cam đúng không ạ? Cánh hơi phớt cam và cái họng cam đỏ rất là đẹp như thế này. Đấy, cái hàng này mà nếu mà lên giò ấy thì cô chú anh chị sẽ ngắm. Khi mà cô chú anh chị nó đang nở hoa trên cây ấy, thì hoa cực kỳ là đẹp luôn đấy. Em bán với giá chỉ có 100.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị này. 100.000 cho 1 kg dòng nhất điểm hoàng nhá. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Một cái thân như thế này sẽ cho cái chùm hoa rất là đẹp luôn. Tuy nhiên thì hiện tại là cây đã tàn hoa rồi ạ. Mầm gốc thì cô chú anh chị về trồng sẽ ngắm mầm gốc rất là thích luôn. Cái dòng này lên mầm gốc rất là sai. Em bán 140 cho 1 kg. Bên này sẽ là cái dòng kiếm tiên vũ rừng Tây Ninh cô chú anh chị nhé. Kiếm tiên vũ rừng Tây Ninh, hàng tuyển chọn, nghĩa cây côn lùn ngắn từ độ 45-50 cm đổ lại đó, và hàng lá xanh mướt láng tuyệt đối đẹp như thế này. Em bán với giá là 130 trong 1 kg. Và sang bên này đây
sẽ là dòng kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Cô chú anh chị cùng ngắm cho em cái lô hàng quá là tuyệt vời. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm và được thưởng thức những cây lan đẹp, được thưởng thức ngay những cái bông lan đẹp, thì cô chú anh chị đừng bỏ qua giai đoạn này ạ. Hiện tại thì cây đang bắt đầu nhú nụ này. Đó, có một số cây là đang nhú nụ nhá cô chú anh chị nhá. Này, như cái cây này. Ngắm cái nụ không đã cảm thấy là rất là hào hứng, rất là hưng phấn để chờ đợi cái mùa hoa. Dòng kiều tím hôm nay thân mập nù, căng khỏe rất là đẹp. Em bán với giá là 360.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 360 cho 1 kg. Và hàng em cũng sẽ bán theo hình, lát nữa cô chú anh chị có thể lựa chọn theo hình giúp em. Còn sang bên này đây sẽ là dòng đai châu rừng. Cây này bé nhỏ xinh xinh, lá căng mướt rất là đẹp như thế này. Và 1 kg chắc sẽ rơi khoảng tầm 13 cho đến 20 cây luôn đấy cô chú anh chị. Tầm bây giờ về ghép thì cô chú anh chị sẽ nó sẽ rất là thuần, rất là nhanh luôn, bởi vì rễ của nó đang bắt đầu là bắn ra mới á. Cái mùa đang bắn rễ non mới nên là về cô chú anh chị ghép là sẽ được giàu thuần luôn. Em bán với giá là 320 trong 1 kg, em sẽ bán được 0,3 kg ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan thanh đạm sữa. Dòng thanh đạm sữa em bán 60.000 trong 1 kg thôi. Đấy, vô cùng là dễ thuần dễ chăm. Riêng dòng thanh đạm sữa này hoa của nó rất là sai 100%. Nếu như cô chú anh chị đã được ngắm hoa thì cô chú anh chị sẽ không thể nào phải chê được cái khuôn bông hoa của nó. Hoa rất là đẹp, chùm hoa dài cô chú anh chị nhé, cực sai hoa luôn. Em bán thanh đạm sữa có 60.000 trong 1 kg thôi ạ. Sau bên này đây sẽ là dòng lan hài viên nữ hay còn gọi là tiên hài. Hiện tại thì một số cây đang nở hoa. Đó, một số cây đang nở hoa và cũng có một số cây đang nụ. Mùa cây lan hài này là một trong những cây lan mà top những cây lan hài dễ thuần dễ chăm nhất nhé cô chú anh chị nhé. Dòng lan hài vị nữ này với giá em bán chỉ có 60.000 trong 1 kg thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hạc vị bắc hay còn gọi là phi điệp hồng ạ. Mầm gốc xanh mướt như vậy này. Cái dòng này thì cô chú anh chị về trồng nó sẽ rất là sai hoa, sang năm cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những suối hoa tuyệt vời. Em bán dòng hạc vị bắc này với giá là 190 trong 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc thạch ba màu bắc ạ. Ngọc thạch ba màu bắc thì cô chú anh chị biết rồi, nó sẽ nở chuẩn ba màu nhé. Hiện tại thì cây đang bắt đầu nhú nụ như này thôi, nên là cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức một mùa hoa trọn vẹn nhé cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là chỉ có 150 cho 1 kg thôi. Cô chú anh chị ngắm nụ rất là đẹp luôn như thế này, hàng đang bắt đầu là nhú nụ này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan vẩy rồng, lô vẩy rồng. Em chưa có tìm thấy, chưa thấy một cái lô vẩy rồng nào mà cái giả hành nù mà lại nhiều lá đẹp như thế này này cô chú anh chị này. Đó, rất là tuyệt vời luôn ạ. Và cái vẩy rồng này, vẩy rồng hôm nay em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Cái rễ như thế này, những cái rễ như thế này khi mà đến mùa hoa chắc chắn là sẽ rất là tuyệt vời luôn. Cái rễ như thế này đó, về trồng thì gần như là cái hàng thuần luôn cô chú anh chị ạ. Chưa bao giờ thấy một cái lô vẩy rồng nó đẹp như vậy. 150 cho 1 kg ạ. Sau bên này đây sẽ là dòng lan kiếm lô hội với giá là 60.000 cho 1 kg nhé. Dòng lan hải yến. Hải yến ạ. Cây lá xếp rất là đẹp và cũng đang chuẩn bị đi vào mùa hoa hải yến. Giá em bán là 140 cho 1 kg. Long tu xuân này cô chú anh chị. Hiện đây cô chú anh chị cùng em ngắm cái giò long tu xuân của nhà em đang nở. Dòng hoa rất là size, dễ thuần dễ chăm cực kỳ luôn. Đấy. Còn ở đây thì em là bán cây giống đây cô chú anh chị này. Bán cây giống hiện tại đang bắt đầu lên mầm gốc nhé. Để sang năm cô chú anh chị được chơi mùa hoa trọn vẹn. Ở chỗ em thì thời tiết lạnh nên là bây giờ nó mới sổ hoa này. Em bán long tu xuân này với giá là 160 cho 1 kg thôi, hàng này nó ngắn nhé. Về cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều cây giống ạ. Bình thường thì giá của nó không rơi dưới 200 đúng không ạ? Khi mà mùa đang nụ đang hoa ít nhất là 220. Bây giờ thì em bán hàng cây giống đang mầm đẹp. Em bán với giá chỉ có 160 thôi ạ, hàng ngắn nhé. Bên này đây sẽ là hạc đỉnh hồng ạ. Hạc đỉnh hồng với bông hoa rất là to. Cái sắc hoa hồng nhá. Và hàng này thì chủ yếu nở vào thời điểm Tết đấy cô chú anh chị. Bây giờ cô chú anh chị về trồng trồng xuống là nó sẽ lên, bắt đầu lên những cái mầm chồi tơ mới ạ. Nên là sang mùa tới cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa tuyệt vời luôn. 100.000 trong 1 kg dòng lan hạc đỉnh hồng này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan quế lan hương hay còn gọi là dòng quế trắng tháng 8. Đó, quế lan hương, quế trắng tháng 8 lá căng mướt rất là đẹp như thế này. Cái dòng này em bán với giá là 400.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Hàng xếp chung cô chú anh chị ạ. Hàng xếp chung. Và dòng này thì người ta coi nó chính là một cái dòng lan đệ nhất hương ạ. Sang bên này đây sẽ là dáng hương tam bảo sắc vùng Tây Bắc. Vùng Tây Bắc cô chú anh chị nhá. Và những cái giò lan gọi là đẹp lộng lẫy mà cô chú anh chị được ngắm từ những giò tam bảo sắc thì em nghĩ rằng chắc chỉ có những cái giò dáng hương của vùng Tây Bắc mới có những cái giò lan đẹp như vậy thôi. Còn những vùng khác thì cây những vùng ví dụ như là tam bảo sắc vùng Lào ấy, cây của nó thẳng nhưng mà so với cây này thì có lẽ cây này thân lá thì cô chú anh chị về nhìn là thấy nó đẹp hơn thật. Nhưng mà cây này nó về cô chú anh chị trồng thì nó sẽ hồi lại rất là nhanh.
cây sẽ hồi lại rất là nhanh. Khi mà cô chú anh chị lên giò thì cây này sẽ đỉnh hơn rất là nhiều luôn cô chú anh chị nhé. Chẳng qua bây giờ hàng thì nhìn ban đầu như thế này là nó xấu mã hơn, nhưng mà về trồng đảm bảo cô chú anh chị cây này đẹp hơn rất là nhiều so với dòng tam bảo sắc của vùng Lào hay là những vùng khác cô chú anh chị ạ. Đó, nên là nhà vườn người ta lấy cái hàng này vào vườn là chủ yếu ạ. Em bán là 170 cho 1 kg nhé, hàng tam bảo sắc cây lá xếp. Cũng sẽ có một số cây nó bị gãy ngọn đấy cô chú anh chị, không tránh khỏi đâu ạ. Bên này em có một cái lô hoàng thảo chuỗi ngọc, hàng mùa này thì nó vừa mới nở hoa xong ấy cô chú anh chị, nên là nhìn nó không được đẹp mã. Nhưng mà riêng dòng chuỗi ngọc này thì về là một dọc đây này, bây giờ đang bắt đầu lên những cái mầm gốc mới này cô chú anh chị này. Cái lô chuỗi ngọc này em bán với giá là 80.000 này. Bên này đây sẽ là một cái lô gì ạ? À cái lô bên này là cái lô hoàng thảo xoắn ạ. Hoàng thảo xoắn nhá. Cái lô này em bán với giá là 160. Đó, còn rẻ hơn cả gà tròn luôn. Sang bên này là em có hai cái lô hài Henry. Hai lô hài Henry, mỗi một lô như vậy em bán với giá là 40.000. Đấy, 40.000 cho một lô nhá, rất là nhiều luôn. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt hoa của dòng lan quế tím này cô chú anh chị này. Đó, cây quế tím rất là đẹp nhá. Tam bảo sắc của vùng Tây Bắc thì mình phải bàn rồi. Sau bên này đây sẽ là những cái cây lan thuần tuyệt vời ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái cây trồn trắng. Với dòng lan thì theo em nghĩ là cực kỳ là đáng sưu tầm. Đây là những cái cây trồn trắng mà hàng cấy mô cô chú anh chị nhé. Cấy mô trực tiếp từ những cái cây trồn của rừng ấy. Nên là cô chú anh chị nhìn thấy cái thân lá của nó không khác gì trồn rừng nhé. Mặt bông về cái hương vị thơm, cái độ trắng bông, cái độ dày bông và xoay hoa không khác gì trồn rừng ạ. Và một cái chậu trồn trắng như vậy thì có cây đang nụ và có cây chưa nụ. Cây đang nụ em bán với giá là 170 cho một chậu. Còn chậu nào mà chưa có nụ thì em bán là 150 nhé, của chú anh chị nhé. Một cái dòng hàng em nói rằng là vô cùng là đáng sưu tầm luôn. Sang bên này đây sẽ là dòng lan Samurai. Những cái cây Samurai này người ta nói rằng là nếu như Samurai, hương thơm của nó đứng ở vị trí thứ hai. Có lẽ không có loại lan nào mà có mùi hương đứng vị trí thứ nhất. Là có nghĩa là cái cây lan này là một cái cây lan hoa cực kỳ là thơm, dòng Samurai, hoa rất là thơm. Một bụi cực kỳ là nhiều cây, cô chú anh chị thấy là thân lá xếp rất là đẹp, cũng đáng rất là đáng thưởng thức với thân lá đúng không ạ? Một bụi to đùng như vậy em bán với giá là 150 cho một chậu. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ hoa vàng. Vũ nữ hoa vàng cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông khá là xinh đẹp của dòng lan vũ nữ hoa vàng này, mà nó sẽ cho mình hoa quanh năm cô chú anh chị nhé. Đây này, đó, dòng vũ nữ hoa vàng thì một chậu rất là nhiều thân, nhiều tép luôn. Đây cô chú anh chị này, đó, một chậu thì rất là nhiều thân như thế này ạ. Hoa, cần hoa của nó vươn cũng rất là dài nhá. Và một cái chậu như thế này thì em bán chỉ có 80.000 thôi. Và bên này đây sẽ là những cái chậu kiếm. Đó, những cái chậu kiếm này là dòng kiếm thái hoa vàng. Dòng kiếm thái hoa vàng một chậu là một bụi to đùng từ 7, 8, 9 giả, 6, 7 giả hành trở lên như thế này. Em bán có 130 thôi cô chú anh chị nhé. Nói chung là dòng lan kiếm này, dòng kiếm thái thì đều là những cái cây kiếm mà là những cái cây kiếm đều có, đa số là đều có hương thơm ạ. Đều có hương thơm cô chú anh chị nhé. Đấy, bụi nào bụi đấy to đùng luôn và em bán chỉ có 130 cho một bụi thôi. Bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo long nhãn. Hoa vàng mắt đen cô chú anh chị nhé. Hoa vàng mắt đen. Hiện tại thì em thấy là một số cây nó đang nụ cô chú anh chị ạ. Đây ạ, một số cây đang nụ. Nhưng mà hàng này vận chuyển ở rừng về thì em cũng không cam đoan được cái nụ hoa của nó có thể giữ được. Đấy thì cái dòng long nhãn này thì hoa của nó cực đẹp luôn. Và hoàng thảo long nhãn này em bán với giá là 100. Long nhãn em bán với giá chỉ có 80.000 trong 1 kg. Thì lô này chắc rơi khoảng tầm cân hơn 2 cân gì đó thôi cô chú anh chị nhé. Đó. Sang bên này đây sẽ là vũ điệu của các cái nàng vũ nữ ạ. Những cái bông vũ nữ tuyệt vời mà sẽ cho hoa quanh năm luôn đấy cô chú anh chị. Dòng vũ nữ nhện xanh đều là những cây đã trưởng thành cô chú anh chị nhìn thấy ạ. Cái chậu rất là đẹp, thân lá đẹp như thế này đấy, đang ngậm nụ chuẩn bị cho nụ nhá. Dòng vũ nữ sô-cô-la baby với cái sắc hoa màu đỏ thắm, hương thì rất là thơm đây. Cây thì rất là đã trưởng thành rồi và thậm chí hiện tại đang có những cây đang mọc cây con mới. Có cây thì đang nhú nụ. Bên này sẽ là dòng vũ nữ vũ nữ mèo cam nhé. Vũ nữ mèo cam với những cái bông hoa rất là to, màu cam mang hình dáng của những chú mèo rất là độc đáo và đẹp này. Tất cả những cái dòng vũ nữ này thì em đều bán đồng giá là 140 ạ. 140 cho một chậu nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái giò lan đùi gà dẹt. Cô chú anh chị nhìn cho em những cái chậu đùi gà dẹt này. Em bán một chậu như vậy để cô chú anh chị về trồng chăm cũng như là thưởng thức hoa. Chậu nào chậu đấy rất là nhiều thân. Em bán là 190.000 cho một chậu. 190 cho một chậu nhé. Bên này đây sẽ là những cái giò dáng hương tam bảo sắc. Hàng đã đang trồng thuần rồi. Mà bảng nào cũng đều đang có cây nhú nụ.
Một bảng như vậy sẽ rơi vào 5-6 cây trở lên. Em bán với giá là 150 cho một bảng thôi ạ. 150 cho một bảng thôi cô chú anh chị nhé. Sang bên này đây. Bên này đây sẽ là dòng giả hạc Ono ạ. Giả hạc Ono này thì em bán hàng cây giống để cô chú anh chị thưởng thức mùa hoa trong mùa sau thôi. Cái chậu nào cũng chậu đấy, mầm gốc cũng như là ki chi chít là ki luôn. Và cô chú anh chị cùng em ngắm tạm cái bông hoa giả hạc Ono. Hiện tại em đang có một cái bông mà nó đang nở ở đây. Cô chú anh chị có thể thấy là cái sắc hoa của nó cực kỳ là tím đậm và cái mắt của nó là hồng đỏ cô chú anh chị nhé, rất là đẹp luôn, mà lại có hương thơm, bông hoa to hương thơm thơm ạ. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu cũng như chiêm ngưỡng mùa hoa tuyệt vời của nó ở mùa sau thì hãy sưu tầm, có 90.000 cho một chậu thôi đó, 90.000 cho một chậu thôi nhé. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rừng. Những chậu trầm rừng cho cô chú anh chị nào mà yêu mến mà muốn được thưởng thức những bông trầm rừng thơm ngát đấy ạ. Hàng hiện tại là đang nụ này, một thân cực kỳ là nụ và đang mầm gốc rất là tuyệt vời. Đó, thì một cái chậu trầm rừng như vậy em bán với giá là 80.000 cho một chậu nhé. Cái thân nụ luôn và nó sẽ cao khoảng tầm 20 cm, 20 cm trên 20 cm. Còn bên này đây sẽ là dòng trầm siêu đỏ. Trầm siêu đỏ là một chậu hiện tại cũng đang mầm gốc và cũng đang nụ rất là đẹp. Đấy, đang mầm gốc, đang ki và mầm gốc rất là đẹp và nụ của nó khá là nhỏ. Nên thoải mái cô chú anh chị về sẽ được thưởng thức mùa hoa trọn vẹn cái dòng trầm siêu đỏ. Với bông hoa đỏ thắm, rực rỡ cực kỳ luôn, rất là đỏ đậm luôn. Em bán một chậu siêu đỏ như vậy với giá cũng chỉ 90.000 nhá. 90.000 cho một chậu siêu đỏ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lữ bố. Một bảng như vậy thì em rất là nhiều mầm gốc. Đó. Hoa của nó thì rất là đậm, em bán với giá 100.000 cho một chậu. Sang bên này đây sẽ là chậu cờ kiều vuông cánh trắng. Kiều vuông cánh trắng thì năm nay phải nói cái hàng cân thì gần như là vô cùng là hiếm hoi, giá không rơi dưới 250. Những chậu này về cô chú anh chị trồng để treo chơi và chăm sóc chờ hoa, em bán với giá là 100. Cái chậu này em bán với giá là 180 cho một chậu. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu sơn thủy tiên. Thân căng mướt này cô chú anh chị này. Hiện tại thì đang có những cây đang bắt đầu sưng mắt nụ này. Đó, những cái chậu sơn thủy tiên rất là nhiều giả hành đẹp như thế này. Em bán với giá 250 cô chú anh chị nhá. 250 ạ. Đó, 250 em có một chậu sơn thủy tiên rất là đẹp, nhiều thân như vậy. Và hoa của sơn thủy tiên đây cô chú anh chị, em đang có một cái nhánh nó nở hoa. Cô chú anh chị thấy là hoa cánh sáp bóng và vàng rất là đậm. Hương thơm nữa, rất là thơm nữa cô chú anh chị nhá. Đấy, cô chú anh chị nào mà muốn được thưởng thức cũng như chiêm ngưỡng cái giỏ lan sơn thủy tiên đẹp, cô chú anh chị có thể lấy những giỏ này 250 cho một chậu thôi. Và bên này thì em có một chậu giáng hương tam bảo sắc ạ, giáng hương tam bảo sắc hàng chậu này. Cái chậu này em bán với giá là 180. Và bên trên này sẽ là các chậu hoàng thảo hoàng lạp. Tất cả những cái chậu này thì đều đang nụ, em bán với giá là 180 cho một chậu nhé. Tiếp sang bên này sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc này, hàng đang lên mầm gốc. Một số cây vẫn còn đang nụ và đây là những cái bông chuỗi ngọc, một số bông đang nở vô cùng là xinh đẹp luôn. Cái dòng chuỗi ngọc ấy cô chú anh chị, em bán là 160 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc thôi. Đó, hai lô hoàng thảo hương vani ạ. Cái lô này thì nó có phần hơi rụng lá nhưng cực kỳ là nhiều luôn. Cô chú anh chị nhìn cái thân của nó rất là khỏe và đẹp nhá. Hoàng thảo hương vani thì em nghĩ rằng cái giò này nó sẽ cho cô chú anh chị được thưởng thức một mùa hoa tuyệt vời luôn. Đó, thì cái lô này em bán với giá chỉ 80.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một cái giò lan khủng đẹp thơm ngát luôn. Và bên này là một cái lô thì ít thân hơn nhưng mà nó rất là mướt và dài đẹp, có 2 rề, 2-3 rề gì đó nhá. Thì cái lô này em cũng bán với giá là 80.000. Đó, thì cô chú anh chị muốn lấy lô nào thì lấy. Bên này đây sẽ là em có hai cái rề quế lướt. Hai cái rề quế lướt rất là to. Cái quế lướt thì cái hoa của nó cũng giống như là dòng quế xếp thôi. Mỗi tội là cái thân lá của nó thì không được to như là cái dòng quế xếp ạ. Thì đây, cái rề quế lướt này cũng đủ cô chú anh chị có một cái giò lan thơm ngào ngạt sực nức ở mùa tháng 8 luôn. Cái giò này em bán với giá là cái rề này nhá, rất là to đúng không ạ? Nhiều thân. Đấy, cái rề này thì khi mà nở hoa thì cực kỳ là hương sẽ cực kỳ là mê luôn. Em bán cái giò này với giá là 320.000. Và bên này cũng là một cái giò số 2, quế số 2. Quế lướt số 2 em bán với giá là 200.000 cho cái rề này. Còn sang bên này đây thì rất là nhiều những cái cây lan đẹp và VIP mà em đã chia ra theo từng hình rồi, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan gọi là ưng ý nhất nhá. Em xin phép được giới thiệu nhanh đến cô chú anh chị. Rất là nhiều những cái loại lan đẹp mà đáng sưu tầm luôn. Trước tiên sẽ là những cái cây cây năm cánh trắng HO. Cái dòng này là hàng chuẩn ươm ki cô chú anh chị nhé. Nó là những cây ươm ki thì cô chú anh chị biết rằng là nó là những cây chuẩn cây giống rồi ạ. Và cô chú anh chị biết rằng là cái thời điểm năm ngoái cũng là cái thời điểm đã xuống rồi.
mà em còn mua mỗi một cây, mỗi một chậu nó rơi vào là bao nhiêu ạ? 2 triệu rưỡi một sen. Ở đây hoàn toàn là những cây ươm ki mà giá rẻ giật mình cô chú anh chị nhé. Em đây gọi là cái giai đoạn đáy của dòng lan va, em nghĩ là như thế. Và dù sao nó cũng là một cái cây lan đẹp cho những người đam mê và muốn thưởng thức những cái đẹp đúng không ạ? Em có cái hình này gọi là hình số 1 này, một cái cây HO mà có hai mầm gốc, hai cái ki rất là lực và rất là khỏe như thế này. Và một cái thân già này cũng đã kích rồi và cũng sẽ lên rất là nhiều mầm luôn. Cái chậu này em bán với giá là 500 nghìn cô chú anh chị nhá. Thời điểm năm ngoái chậu này không rơi dưới 50 triệu cô chú anh chị ạ. Đấy, hiện tại nó rơi vào 500 nghìn cô chú anh chị ạ. Đấy, mà hàng chuẩn ươm ki nhá, chứ không phải là bán rẻ là hàng không chuẩn đâu ạ. Tiếp theo sẽ là cái hình số 2, một cái thân là rất là nhiều ki này cô chú anh chị này. Đó, cái thân này cực kỳ là nhiều ki và mầm gốc thì về cô chú anh chị có thể kích để nó lên. Cái chậu này em bán với giá là cũng là 450.000 thôi, 450.000 cho chậu này thôi ạ. Tiếp theo sẽ là cái hình số 3, cái hình này này. Hai mầm gốc với cả có cả ki trên thân nữa. Em bán chậu này với giá là 220. Tiếp theo sẽ là hình số 4. Nó với số tiền chỉ có hơn 200, cô chú anh chị được thưởng thức cái giò lan vô cùng là đẹp. Đấy, cái hình tiếp theo sẽ là hình số 4, 500.000. 500.000 cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì em thấy là một số người ấy, khá là kỳ thị với cái dòng lan va, nhưng em nghĩ rằng là cây lan va thì nó không hề có tội. Mà trước đây ấy, thì người ta trèo kéo rồi là làm giá thôi, chứ còn thực ra thì cái vẻ đẹp của nó thì mình không thể nào mà phủ nhận cái vẻ đẹp của nó đúng không ạ? Em nghĩ là như vậy. Cái hình này hình số 4, 500.000. 500.000 cho cái hình này, siêu nhiều ki mầm gốc rất là tuyệt vời. Tiếp theo là cái hình số 5. Hình số 5 là cây này là có đến hai thân già, có đến 3 mầm gốc nhá. Hai cái thân mầm này có đến 3 mầm gốc và ki chi chít trên thân. Em bán chậu này với giá 650. Tiếp theo sẽ là hình số 6. Một mầm rất là đẹp, lực như vậy, em bán hình này với giá là 210.000. Tiếp theo sẽ là cái hình số 7. Hình số 7 cũng là hai cái thân và siêu ki như vậy này, cực kỳ là nhiều ki luôn. Đấy, hai mầm này siêu nhiều ki luôn và mầm gốc thì về cô chú anh chị có thể chờ đợi thêm. Em bán hình này với giá 600. Hình số 8, 220 cho chậu này. Đấy. 220 cô chú anh chị nhá. Tiếp theo sẽ là cái hình số 9 với giá là 350.000. Cũng là chậu HO, nói chung là những dòng lan mà mặt bông vô cùng là đáng thưởng thức. Tiếp theo sẽ là cái hình số 10. Giá bình dân, bông đẹp, đáng thưởng thức. Hình số 10 với giá là hai mầm gốc rất là tuyệt vời. Em bán hình này với giá 500. Tiếp theo sẽ là cái hình số 11 này. HO này, một mầm gốc cực kỳ là lực luôn. Đấy, thân nù và ki trên thân nữa. Cái hình này em bán 500. Tiếp theo sẽ là chuyển sang Phú Thọ rồi. Dòng Phú Thọ, dòng lan cơ sở của cái dòng lan va. Một mặt bông mà kể cả người không chơi lan cũng biết đến nó rồi. Phú Thọ cái hình số 12 em bán có 180 này cô chú anh chị này. Tiếp theo là hình số 13. Hình này là một mầm gốc với cả cái thân mầm này sẽ có rất là nhiều ki này. Bán hình này với giá 230 nhá. Hình 14 giá là 210.000. 210.000 cho chậu này. Đấy, một mầm gốc với cả ki trên thân đang chuẩn bị lên rất là nhiều. Tiếp theo sẽ là cái hình số 15. Hình số 15 này em bán 250 này cô chú anh chị này. Đó, cao đẹp nhé, trên 10 cm mầm gốc lên rất là đẹp. Tiếp theo là cái hình 16 em bán với giá 220. Phú Thọ, đây cũng là Phú Thọ này. Phú Thọ này em bán với giá là 180 này, là cái hình số 17. Phú Thọ số 18 em bán với giá là cũng 220 ạ. Và Phú Thọ 19 này, một mầm rất là xinh này ạ, cực kỳ là lực nhé. Thân này em bán 180 này. Hình tiếp theo hình 20. Cái chậu này em chỉ bán có 150. Rồi 21 cũng là 150 nhé cô chú anh chị nhé. Số tiền cực kỳ là nhỏ bé thôi, cô chú anh chị đã được sở hữu một chậu lan tuyệt vời như vậy rồi. Tiếp theo là cái hình số 22, em bán chậu này với giá là có 160.000. Và 23 em bán là 170 này cô chú anh chị này. Một chậu hài tang nụ quá là đẹp luôn. Chậu hài này em bán với giá 150, đây là chậu hài táo nhé. Tiếp theo sẽ là cái chậu số 25. Chậu cáo 25 này ba cây xếp cực kỳ là đẹp, em bán 220.000. Và chậu 26 này. 26 này em cũng bán với giá là 200.000 ạ. Ba cây cáo nhé. Và chậu 27 em cũng bán 200.000 này, ba cây xếp rất là đẹp. 28 cáo 28 200.000 và cáo 28 này em bán với giá 180, 29 cũng 180 và 30 200 ạ. 30 200 ạ. Và 31. 31 này. Lá rất là to, cái chậu 31 này em bán 210. Và tiếp theo sẽ là cái chậu số 32. Cô chú anh chị nhìn cái chậu này cực kỳ là VIP và đang có nhú nụ rất là đẹp rồi.
Đó, những cây lá khỏe cực kỳ là vip như thế này. Cái chậu này em xin phép được bán với giá là 280.000. Đó, 280.000 cho chậu này nhá. Đấy, chậu số 32. Tiếp theo sẽ là chậu 33. Tất cả những chậu này 33 này đang cũng đang nhú nụ nhá. Đấy, chậu 33 này cũng đang có cây nhú nụ rồi. Cái chậu này em bán với giá là 250.000 à. Rất là đẹp luôn. Và chậu tiếp theo là chậu số 34. Cô chú anh chị nhìn những cây xếp rụt cực đẹp luôn. Đó, chậu 34 này. Chậu 34 này em xin phép được bán với giá là 270.000. Đấy, 270.000 cho chậu 34 cô chú anh chị nhá. Rất là đẹp. Chậu tiếp theo là chậu 35 ạ. 35 cũng là những cây cáo cực kỳ là vip đẹp luôn đây, đang nhú nụ rất là xinh nhá. Đấy, cái chậu này em xin phép được bán với giá là 200 bao nhiêu nhỉ? 260.000 thôi chậu này ạ. 260 nhá. Tiếp theo sẽ là chậu số 36 này. Chậu 36 này em bán với giá là 250. 250 cho chậu này. Bốn cây rất là đẹp. Ok, này nụ dài như vậy rồi này cô chú anh chị này. Và tiếp theo sẽ là một cái cây cáo vip. Cáo cực kỳ là vip. Mà cái cây này là cây nguyên bản nhé cô chú anh chị nhá. Năm ngoái nó đang cho hai cần hoa này cô chú anh chị này. Mới cây xếp cực đẹp luôn. Xếp đứng cực đẹp và một mẹ hai ba con này. Hiện tại là một mẹ hai con đây cô chú anh chị này. Cái giò nguyên bản mà bám giá thể rất là chắc chắn luôn. Hiện tại thì cây em thấy là cũng đang nhú nụ rồi đấy. Này, em thấy là đang nhú một cái nụ lên đây rồi. Thì bên này không biết là có nhú nụ hay không. Đấy, thì một cái cây lá xếp cực kỳ là đẹp như thế này ạ. Dạ. Một cây cáo xếp vip cực kỳ là đẹp luôn. Một mẹ hai con rất là đẹp như thế này. Thì cái chậu cáo này em xin phép được bán với giá là 300.000 cho cái giò cáo này cô chú anh chị nhá. 300.000 cho một cây cực vip ở đây. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 20-38. Hình 38 cũng là một cặp đôi hai cây cáo xếp nguyên bản. Đấy, giá thể dễ bám rất là chắc chắn vào giá thể. Giò này em bán với giá là 200.000 ạ. 200.000 cô chú anh chị nhá. Đấy, giò cáo này này. Đấy là cho giò 38 ạ. Và giò 39. 39 là cái cây này mọc trên tổ quạ cô chú anh chị này. Mọc trên cây tổ quạ nhá. Và cái cây này là cũng là một cái rề, nguyên một rề lá xếp đẹp. Và có cả hai cây đều đang nụ này. Và cây lá xếp V thẳng tắp nhá. Này, hai cây đang nụ. Và một cái cây con ở đây ạ. Và cái giò cáo này em xin phép được bán với giá là 250.000 của chú ý chị này. 250.000 là hình 39. Tiếp theo đây sẽ là những cái cây cáo lá xếp vip ở những cây cáo cây và không bỏ lá chân, là những cái cây cáo xếp V rất là đẹp luôn. Hàng này thì nó khá là hiếm, khan hàng của chú ý chị nhá. Đấy, đa số là hàng cáo ở cái đâu nhỉ? Cáo đá là nhiều, còn cáo cây thì rất là ít. Và cô chú anh chị nhìn quen thì sẽ thấy là cáo cây với cả cáo đá nó rất là khá là khác nhau. Và những cây cáo cây thì bao giờ nó sẽ dễ thuần hơn. Khi mà cây phát triển nhìn cũng thân lá nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Hình 40 này, hình 40 ạ. Em bán cái hình này với giá là 200.000 và nó có đến 12 cây nhá cô chú anh chị nhá. 12 cây cáo xếp rất là đẹp này. Tiếp theo sẽ là cái hình 41. Hình 41 cũng là một cái hình cáo xếp vip cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Đấy. Cái hình này có đến là bao nhiêu cây nhỉ? 8 cây nhỡ khá là lớn đẹp. Hình này em bán với giá là 200.000 ạ. Và tiếp theo là cái hình 42, cái hình này cũng là 8 cây cáo xếp này. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy ạ, sự khác biệt hẳn ạ. Hình này em bán với giá cũng là 200 nhá. Và tiếp theo sẽ là cái hình 43. Hình này có đến 21 cây nhá. 21 cây, những cây này thì về phát triển sẽ rất là nhanh luôn. Hình này em bán với giá là 180 này. Hình tiếp theo là cái hình số 44 ạ. Hình 44 cũng là có 10 cây cáo. 10 cây cáo lá xếp ở đây. Hình này em bán 200.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 45. Cái lô 45 này em có tất cả là 9 cây. 9 cây cáo khá là to. Em bán cái hình này với giá là 180. Và tiếp theo sẽ là hình số 46. 46 đây. 46 thì cây này chắc là đang nhú nụ rồi chứ nhỉ? Vẫn chưa nhú à? Cây này chắc chắn là... Ôi, cây này nhú nụ rồi này. Đây này, nhú nụ này. 46 này cũng là những cây cáo cây rất là đẹp. To đẹp nhá, cô chú anh chị nhá. Đấy, một cái lô cáo cây rất là đẹp như vậy.
to và đẹp như vậy. Cái hình này có tất cả là 5 cây và cái hình này em bán với giá là 180.000. Trời ơi, đẹp. À 200.000 chứ. Lô này em bán là 200.000 ạ. Cây lá ngắn thì cô chú anh chị nhìn thấy thân lá của nó rất là đẹp. Sang bên này sẽ là chậu cẩm báo 47. Chậu cẩm báo 47 này em bán với giá là 180.000, hàng cây đang nụ nhú nụ này. Đấy, có cây đang nhú nụ trong chậu nhá. Tiếp theo sẽ là cái hình số 48, em bán với giá chỉ có 150.000. Và hình 49 cũng là 150.000 nhá. À, hình tiếp theo sẽ là cái hình số 50. 50 sẽ là những cái cây quế lan hương, hàng lá xếp rất là đẹp. Đó, những cây quế lan hương lá xếp rất là đẹp luôn như thế này. Cái lô quế này là có tất cả là 9 cây luôn nhá. 9 cây xếp vip đẹp. Hình này em bán với giá là bao nhiêu ạ? Hình này em bán là 300.000. Thế sẽ là 300.000 cô chú anh chị ạ, cho cái hình này này, rất là đẹp luôn. À, tiếp theo sẽ là cái hình số 51. 51 này là có 3 cây cáo rất là to. 3 cây à 3 cây quế rất là to nhá. Cái hình này em cũng bán với giá là 300.000. Và tiếp theo sẽ là một dề quế này, cô chú anh chị này. Dề quế lá xếp rụt rất là đẹp. Đó, có dề quế này có tất cả là 4 ngọn như thế này. Và cái dề này em bán với giá là 460.000 nhá. Và bên này là sẽ là một cái dề quế thế cực kỳ là đẹp, là hình 53. Đây ạ, thế rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Cái chậu này mà lên chậu thì thôi rồi ạ, quá là tuyệt vời luôn này. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 500.000 nhá, cho cái dề quế này này, hàng quế xếp ạ. Tiếp theo sẽ là một cây cũng rất là vip, cái bản lá cực kỳ là to luôn đấy. Đấy, cây lá rất là to luôn này cô chú anh chị này. Quế mẹ con rất là đẹp ở đây. Cái ngọn quế này em xin phép được bán với giá là 400.000. Và tiếp theo sẽ là cái hình số 55. Hình 55 là 4 cây quế quá là đẹp luôn. Đấy, những cây quế xếp rụt và không bỏ lá chân, lá to rất là đẹp. Cái hình quế này em bán với giá là 330.000 nhá. Tiếp theo. Đấy, cái hình này là hình số 56. 56 cũng là 4 ngọn quế xếp rụt, cũng là lá to, chất lá cực kỳ là tuyệt vời. Hình này em bán với giá là 300.000. À, tiếp theo sẽ là cái hình 47. 57 này. À, hai ngọn quế to đẹp ở đây. Hai ngọn quế to đẹp ở đây em bán 200.000 ạ. Và một cái ngọn siêu vip. Đây cô chú anh chị cùng em ngắm. Ngọn này em đếm là có tất cả là 15 cặp lá và có cả cây con. Đấy, cái ngọn quế này em xin phép được bán với giá là 400.000. Đấy, 400.000 cô chú anh chị nhá. Lá xếp tăm tắp cực kỳ là đẹp luôn. Ngọn quế khá là hiếm có ở đây. 400.000. Và tiếp theo sẽ là hình số, đây là hình 58, hình 59. Là một ngọn cáo nguyên bản, cái lá phải nói siêu chất luôn cô chú anh chị ạ. Mà không hề bỏ lá chân nhá. Cây mẹ và mấy cây con rất là tuyệt vời như thế này. À, cái dề quế này thì em xin phép được, cái ngọn quế này em xin phép được bán với giá là 550.000 cho cái hình quế này cô chú anh chị nhá. Một cái ngọn quế thì em nghĩ là hiếm có, khó mà tìm được những cây quế đẹp như vậy này. Đó, quế rất là đẹp, 550.000 ạ. Và bên này sẽ là những cái hình kiều tím. Những hình kiều tím này thì em có bán hàng cân cô chú anh chị, nếu mà chọn kỹ càng hơn thì có thể lấy những dề này cho em. Những cái dề quế kiều này thì nó chưa nở hoa trong mùa năm nay nên chắc chắn là em không cần giới thiệu nụ. Thì về cô chú anh chị cũng sẽ được thưởng, chắc chắn là thưởng thức một mùa hoa đẹp. Cái dề kiều này bao nhiêu thân tơ ạ? Mướt mượt mượt đẹp như thế này này. Đó. Và cái dề này em xin phép được bán với giá là 300.000 ạ. 300.000 cho dề kiều quá là tươi đẹp này nhá. Tiếp theo sẽ là cái hình số 51 ạ. Hình 61. Hình kia là hình 60, hình 61 này. Hình 61 này em xin phép được bán với giá là 180.000 cho cái dề này. 180.000 cho hình 61 cô chú anh chị nhá. Được một giò quá đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là hình 62 này. Dề 62 cái thân rất là đều. Ồ, cái cây này có nụ đẹp không cô chú anh chị? Ở cây đang có nụ rất là đẹp luôn. Ôi, nụ khá là đều đấy cô chú anh chị. Mỗi tội là nụ nó cũng lớn lớn một chút rồi nên là em thấy là cũng có một nụ số nụ hỏng này. Đấy. Và cái dề kiều này em bán với giá là 380.000. Mà tiếp theo là một dề kiều rất là to đây ạ. Dề kiều rất là to đây. Những cái dề kiều này thì nụ nó cũng có những cái nụ nó cũng đây. Đây khá là lớn đấy cô chú anh chị. Mà cũng có một vài nụ nó bị chầy xước, bị hỏng đây. Riêng cái hàng dề này thì nụ nó đều lắm. Cái dề này thì tuyệt vời luôn. Quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái dề này em bán với giá là 480.000 cho cái dề kiều này này. Đẹp lộng lẫy luôn cô chú anh chị ạ. 480. Tiếp theo sẽ là cái hình số 64. Đấy, một cái dề kiều này cũng rất là xinh. Em thấy là cái dề này thì chỉ sưng mắt nụ thôi, chưa nhú nụ. Cô chú anh chị sẽ được chơi hoa trọn vẹn đấy. Chỉ sưng nôi cô chú anh chị ạ. Cái dề này em bán với giá là 300.000 này. 300.000. Tiếp theo sẽ là một cái giò kiều nguyên bản này.
là hình số 4065, là một giò nguyên bản rất là chất đẹp như thế này. Bán giò này với giá là 300 nghìn nhá, nguyên bản của chính chị nhá. Đây hình 65 ạ, hình 66 đây. Cái dề này cũng nụ quá là tuyệt, quá ư là tuyệt vời luôn đấy cô chú anh chị. Mà rất là tiếc là cũng có những cái nụ lớn nên là cũng có một số nụ nó bị hỏng này. Đấy cô chú anh chị này. Đấy mới lên mà đã thấy tím tím ở trên đầu rồi. Thân nụ ú luôn. Cái dề kiều này em bán với giá là 300 nghìn. Tiếp theo sẽ là hình cũng là nguyên bản nhá. Hình tiếp theo hình 67. Cái lô 67 này em bán với giá là bao nhiêu ạ? Hình 67 này em xin phép được bán với giá cũng là nguyên bản, với giá 200.000. 200.000 ở đây ạ. Đây nhá, có 5 thân hoa đây như này này. Tiếp theo sẽ là cũng là một dề cực kỳ là đẹp. Hình 68 một dề quá là tuyệt vời luôn đấy cô chú anh chị này. Thân lá xanh tuyệt vời như thế này. Cái dề này em bán với giá là 450.000 nhá cô chú anh chị nhá, em không giới thiệu nụ nữa. Này sẽ là dề kiều vàng này, hai cái dề kiều vàng rất là to ở đây ạ. Rồi hai dề kiều vàng này về cô chú anh chị làm được giò siêu khủng luôn này. À, hai dề kiều này em bán với giá là 230 này. Tiếp theo cũng là một dề kiều vàng rất là khủng ở đây. Em bán với giá cũng là dề này em bán 250 nhá cô chú anh chị nhá, rất là to, hiếm khi làm có được những dề kiều vàng nó tuyệt vời như này lắm. Này là hai cái dề kiều. Hai dề kiều này em bán 250. Ngoài ra thì em còn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm dành cho hoa lan, vỏ thông. Với giá vỏ đốc phân dê 20.000 trong kg nhé, rêu rừng 50.000 và giỡn vụn là 40.000. Atonic là 10.000 trong một gói, duy xanh 50.000 và duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp và dưỡng chất AB 85.000 trong một lọ. Super thai hormone tăng trưởng 50.000, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000. Và ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát với giá 30.000, ba loại phân bón lá dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 35.000. Và liền da mỹ tiến là 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Cái thuốc đặc trị côn trùng với giá là 35.000 cho 70.000 cho một lọ nhé. Và bên này sẽ là cái Rotin. Rotin thuốc sát khuẩn em bán 35.000 cho 150.000 chứ. Và bên này sẽ là cái Captan đặc trị thối nhũn 35.000 cho một lọ nhé. Kinkin Boom cũng là đặc trị thối nhũn. Cái dòng Kinkin Boom đặc trị thối nhũn này em bán 25.000 cho một gói này. Shiso Dema với giá kháng nấm ạ, với giá là 15.000 trong một gói 100g và 1kg như vậy với giá 130. Và một túi như vậy là 1kg với giá 50.000 nhá, Chisho Dema. Dây buộc lan chiều dài 100m với giá là 35.000 trong một cái cuộn này. Và mút hữu cơ 70.000 trong một túi nhá, phân bón dạng túi lọc với giá là 35.000 trong một hộp với 20 túi lọc bên trong. Và bên này, phân trùng chuối nguyên chất với giá là 35.000 trong một túi, phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương với giá là 35.000 trong một lọ. Sản phẩm này một túi một cân, cô chú anh chị có thể so sánh cái sản phẩm này với bất kỳ một cái sản phẩm nào khác, vô cùng là rẻ so với chất lượng tuyệt vời của nó. Đa số người ta đều bán trên dưới bao nhiêu ạ? 60.000 nhá. Và tinh dầu hồi có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi ạ. Xin phép dừng clip ở đây.